Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách để mod đồng hồ số ra giữa và icon sóng và wifi sang bên trái, kiểu như iOS. Đầu tiên các bạn vào vào app APK Tools này, các bạn decom cái system UI ra. Mình cũng có một video hướng dẫn decom và recom. Video đó là video sử dụng APK Tools. Thì các bạn theo dõi lại vì mình không làm các bước đó nữa, tại vì làm mấy cái đó nó mất thời gian. Rồi, thì để mình mở cái tút lên nào. Cái tút này là mình làm bằng UI tự thiết kế. Đây, các bạn mở cái tút này ra. Tút này mình cho ở cái link phía dưới, link ở phía dưới video nha. Các bạn sao chép hết hết các cái code trong này. Đây, sao chép hết các code trong tút này. Đấy, rồi các bạn vào cái app APK Tools X này, mở system UI này. Cái này là các bạn đã decom rồi nha, ở đây mình decom sẵn rồi nên không làm cái bước đó nữa. Red này, vào Lightwood, tìm tới status bar, đây mở lên, mở chọn chỗ ta nha. Rồi các bạn dán cái này, dán dán cái code mình vừa copy ở bên này qua nha. Đây các bạn copy toàn bộ cái code này qua. Ở đây mình copy xong rồi, sau đó qua bên cái status bar này các bạn dán vào dưới dưới cái ID này. Đây, dưới ID status bar content từ này. Đây các bạn tìm theo cái ID nha. Đấy. Dán vào chưa đâu. Đấy. Rồi rồi bây giờ các bạn tìm theo cái đồ. Tìm theo cái này. Thì đầu tiên là sóng thì các bạn nhấn vào open nha. Để mở cái file, vì Android 5 chấm thì cái file nó sóng rồi nó không nằm chung ở status bar nữa mà nó tách sang cái một cái file ML khác, đó là các bạn vào system icon. Đây. Vào đây các bạn copy cái đây ID signal cluster này. Mình không giỏi tiếng Anh nha. Video nào mình cũng đã nói sẵn là mình không giỏi tiếng Anh nên đọc bừa vậy. Đây các bạn copy copy cái cụm này, sao chép đó nha, không phải cắt đâu nha, sao chép. Dán vào đây cái ô sóng này. Đây. Rồi tiếp theo đến thông báo. Cái mục thông báo này thì các bạn tìm cho mình ID notification. Đây, icon thông báo là cái này nha. Các bạn tìm theo cái cụm từ cả hết cái này, ID notification icon này. Mình đọc tiếng Anh không giỏi nên mình đọc đại vậy. Đây, ở cái cụm của dây này các bạn chọn cắt nha. Cắt các bạn dán vào đây thông báo. Rồi. Tiếp theo là đồng hồ số nha. Đồng hồ số thì các bạn tìm theo ID save clock. Đây. Copy cả cái cụm của dây này nha. Cắt cắt chứ không phải copy nha. Các bạn chuyển lên đây luôn chứ không phải copy nha. Dán vào đây. Rồi tiếp theo là pin. Pin thì ở 5.5 chấm hay là 6 chấm gì cũng vậy. Ở đây Android 5 chấm và 6 chấm thì nó cũng tương tự nhau thôi. Các bạn tìm với cái ID, tìm theo cái cụm từ system icon này nha. Đây.
Các bạn tìm cụm từ ID system đây, chia icon này. Đây. Đây thì cái này các bạn sao chép cả cụm này. Đây, chép luôn cả cái thì ở đây là com.android này đến cái phần này luôn là một cụm nha, chứ không phải ở phần riêng cái phía trên đâu, không phải là tới đây đâu, mà là tới cả cái này. Đây, cả đây là một cụm, các bạn cắt đi, chuyển vào mục pin. Rồi sau khi dán xong rồi các bạn lưu lại, nhấn save. Rồi. Ok. Thì xong sau khi như vậy thì đến cái bước tiếp theo nha. Thì ở đây là sóng sóng và wifi, sóng nằm bên phải, wifi nằm bên trái. Giờ mình muốn chuyển cho wifi sang bên phải thì các bạn vào 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 cái tút ít này. Các bạn chọn cái phần tìm tìm tới system này. System UI-SRC red layout, tìm cái phần đâu ta, đây signal cluster view này. Đây ở đây có cái cụm icon rồi ta, đây các bạn chép cả cái cụm này. Rồi. Các bạn cắt cắt chứ không phải chép nha, cắt cả cụm này nha, cho nó xuống dưới cùng. Rồi. Dán vào đây, cắt nha, chứ không phải sao chép đâu nha. Rồi. Sau khi làm xong các bạn save lại, lưu lại. Rồi tiếp đến là các bạn theo lưu, các bạn đó là các bạn vào cái thì cái lúc lưu như mình món đó thì nó sẽ như hình này. Khi ở màn hình khóa nó sẽ bị đây, nó bị che bởi cái mấy cái icon ở màn hình khóa này. Thì các bạn muốn xóa hết mấy cái icon ở màn hình khóa thì các bạn vào APK tút ít nha, vào cây work đâu rồi, đây cây work step 3 này, đây cây work step 3. Thì ở đây cái phần đây, ở đây cái mục đầu tiên layout white, đây các bạn chỉnh sửa cái dòng fill parent này, các bạn chỉnh về 0.0 div. Rồi. Đó, chỉ cần vậy thôi. Rồi các bạn lưu lại save. Thì như mình đang mod ở máy Sony nha, mình đang mod ở máy Sony Z3. Thì khi mod thì mod xong thì nó có cái biểu tượng này. Khi nói chung mình mod ở startup 3 thì nó thường có cái biểu tượng chìa khóa VPN này. Thì bây giờ mình không muốn dùng đến nó thì mình sẽ ẩn nó đi. Thì ở đây mình sẽ vào APK tút ít này, vào red này, draw này, rồi tìm tới rồi ta. Đây, start sheet VPNIC này nhé. Các bạn nếu nếu mà máy các bạn có cái chìa khóa như mình ấy, như mình đang mod ở Sony Z3 thì là có cái đó. Các bạn mở cái này lên và nếu mà máy các bạn không bị thì không cần chỉnh đâu. Chỉnh cho cái này về một dip thôi. Đấy, chỉnh cho nó về một dip và cái dòng này fill close này. Các bạn chỉnh vào sửa cái dòng mấy cái số FFF này á, các bạn chỉnh thành 8 số 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 để cho nó trong suốt đi. Rồi đấy, sau khi làm xong thì như như này là đã xong rồi đấy.
Như này là đã có cái thêm status bar nó giống như mình rồi, nhưng mà khác cái bài hướng dẫn này, mình hướng dẫn các bạn làm luôn cái bước chuyển sóng sang bên phải, cho wifi sang bên phải, sóng sang bên trái luôn này. Rồi sau khi làm xong các bạn ra com lại nhé. Ra com, sau khi ra com thì các bạn chat meta và ấy vào, xong rồi xác quyền chuyển vào để kiểm tra nhé. Thì mình cũng có một cái video ở video hướng dẫn sử dụng APK Toolkit luôn đấy. Thì cái video đó cũng có nói về sử dụng tạo cái file backup, thì các bạn cũng lưu ý tạo cái file đó vào để có gì mình mod mình yên tâm hơn, lỡ có bị lỗi gì thì các bạn chỉ cần flash file zip vào là nó hết rồi, nó về gốc lại. Rồi thì ở đây đợi recom lại một xíu nha. Thì bạn nào muốn mình mod cái gì, muốn nhờ giúp đỡ mod cái gì, các bạn có thể comment ở phía dưới. Nhớ like và subscribe kênh mình nha. Mình muốn làm một kênh chuyên về mod. Ok. Sau khi recom xong các bạn chọn sync. Rồi thì ở đây mình làm luôn vậy chứ các video mình không làm đâu, mình chỉ sửa qua ra vậy thôi. Rồi sau khi ấy xong rồi các bạn vào rot explorer này, sao chép cái này qua, copy qua, nhưng các bạn đừng có dán vào system UI nhé. Một số máy dán trực tiếp vào cũng được, nhưng để yên tâm hơn thì mình thì khởi động nguồn lại thì nó hơi mất thời gian tí nhưng mà nó an toàn đấy. Các bạn xét quyền 0644 đổi tên lại, là mình mất một chút thời gian thì nó cũng an toàn đấy. Cắt vào system UI đấy, thì sau khi các bạn khởi động lại nha, các bạn cứ khởi động lại. Sau khi làm các bước xong các bạn khởi động lại thì nó sẽ có một tên status bar như mình đây, nó tương tự như mình đấy. Đấy rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nhé. Nhớ subscribe kênh mình nhé.